Toàn cảnh các địa điểm thi đấu tại Asian Games 2022 Hàng Châu. Thành phố Hàng Châu. Nhà thi đấu Công viên Thể thao Olympic Hàng Châu, sức chứa 18.000 khán giả, môn bóng rổ. Trung tâm Thể thao dưới nước Công viên Thể thao Olympic Hàng Châu, sức chứa 6.000 khán giả, các môn thể thao dưới nước. Trung tâm quần vợt Công viên Thể thao Olympic Hàng Châu, sức chứa 10.000 khán giả, môn quần vợt. Nhà thi đấu bóng quần quốc gia của Công viên Thể thao Olympic Hàng Châu, sức chứa 1.075 khán giả, môn bóng quần. Cung thể thao dưới nước Trung tâm Thể thao Hoàng Long, sức chứa 2.938 khán giả, môn bóng nước. Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Hoàng Long, sức chứa 8.000 khán giả, môn thể dục dụng cụ. Sân Cricket của Đại học Công nghệ Chiết Giang, cơ sở Bình Phong, sức chứa 1.347 khán giả, môn Cricket. Sân Gôn Quốc tế Tây Hồ, môn Gôn. Nhà thi đấu Đại học Chiết Giang, cơ sở Tử Kim Cảng, sức chứa 5.280 khán giả, môn bóng rổ. Nhà thi đấu Hàng Châu, sức chứa 4.300 khán giả, môn quyền Anh. Trung tâm Thể thao Điện tử Hàng Châu Trung Quốc, sức chứa 4.380 khán giả, môn thể thao điện tử. Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Kênh Củng Thự, sức chứa 6.800 khán giả, môn bóng bàn và breakdance. Sân vận động Trung tâm Thể thao Kênh Củng Thự, sức chứa 4.870 khán giả, môn khúc côn cầu. Nhà thi đấu Tân Giang, sức chứa 3.900 khán giả, môn cầu lông. Trung tâm trượt băng Tiền Đường, sức chứa 1.384 khán giả, môn trượt patin và trượt ván. Nhà thi đấu Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Hàng Châu, sức chứa 4.599 khán giả, môn đấu kiếm. Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Đại học Công nghiệp và Thương mại Chiết Giang, sức chứa 4.439 khán giả, môn bóng ném. Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Tiêu Sơn, sức chứa 1.901 khán giả, môn cử tạ. Nhà thi đấu Đại học Sư phạm Chiết Giang, cơ sở Tiêu Sơn, sức chứa 2.302 khán giả, môn bóng ném.
Trung tâm thể thao Qua Lịch Tiêu Sơn, sức chứa 4.600 khán giả, môn Kabaddi và Ushu. Nhà thi đấu Lâm Phổ Tiêu Sơn, sức chứa 2.740 khán giả, môn Judo, Jujitsu, Kuras và Taekwondo. Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Lâm Bình, sức chứa 3.340 khán giả, môn Karate. Sân vận động Đại học Sư phạm Hàng Châu, cơ sở Thương Tiền, sức chứa 12.000 khán giả, môn bóng bầu dục. Nhà thi đấu Đại học Sư phạm Hàng Châu, cơ sở Thương Tiền, sức chứa 7.105 khán giả, môn bóng chuyền. Trung tâm Cưỡi ngựa Đồng Lư, sức chứa 3.104 khán giả, môn cưỡi ngựa. Trung tâm Thể thao Hồ Bạc Phú Dương, sức chứa 10.531 khán giả, môn bắn súng và bắn cung. Trung tâm Thể thao Dưới nước Phú Dương, sức chứa 3.000 khán giả, môn canoeing và rowing. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Văn hóa Thể thao Lâm An, sức chứa 3.728 khán giả, môn taekwondo và vật. Trung tâm Thể thao Giới thủ Thuần An, môn xe đạp, bơi marathon và 3 môn phối hợp. Thành phố Ninh Ba. Trung tâm bóng chuyền bãi biển Benvinson Ninh Ba, sức chứa 2.000 khán giả, nội dung bóng chuyền bãi biển. Trung tâm đua thuyền Thượng Sơn Ninh Ba, môn đua thuyền. Thành phố Ôn Châu. Trung tâm thuyền rồng Ôn Châu, sức chứa 10.500 khán giả, môn đua thuyền truyền thống. Thành phố Kim Hoa. Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Kim Hoa, sức chứa 4.570 khán giả, môn cầu mây. Thành phố Thiệu Hưng. Trung tâm Thể thao Bóng chày và Bóng mềm Thiệu Hưng, sức chứa 4.500 khán giả, môn bóng chày và bóng mềm. Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Thành phố Dệt may Trung Quốc, sức chứa 3.666 khán giả, môn bóng chuyền. Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Olympic Thiệu Hưng, sức chứa 9.552 khán giả, môn bóng rổ. Trung tâm leo núi Kha Kiều Dương Sơn, sức chứa 2.100 khán giả, môn leo núi. Hồ Châu.
Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Đức Thanh, sức chứa 3.000 khán giả, môn bóng chuyền. Công viên Thông tin Địa lý Đức Thanh, sức chứa 1.500 khán giả, nội dung bóng rổ 3x3.